nối với đường dẫn nè. Cái này người ta thi công là một cái cống, một cống cho nên là dừng to rất là rộng luôn á, trơn quá. Ở bên bên phải nè, bên phải quý diễn giả có thể nhìn thấy nè, đây thi công gầm gộ luôn nè. Và đây là một chút chia sẻ của em về đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 bên địa phận của Tiền Giang nha. Dạ em xin chào cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Gió Mùa Ký Sự của em nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại quốc lộ 1A ngã tư Đồng Tâm. Nơi đây chính là khu vực giao giữa thành phố Mỹ Tho, giao giữa thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bây giờ thì em đến ngã tư này, em sẽ quẹo bên trái để bắt đầu vào đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2. Thì tại đây thì không biết là đường dẫn cầu Gạch Miễu 2 hôm nay đã có những thay đổi và diễn biến tiến độ ra sao như thế nào. Thì mời cô chú anh chị em cùng theo em đến ngã tư Đồng Tâm phía trước và quẹo trái để xem coi tình hình nha. Hiện tại là bây giờ em đang cập nhật cho quý diễn giả cô chú gần xa, đây chính là vào 17 giờ 35 phút 30 giây thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024. Đây, và bây giờ thì em sẽ di chuyển nha cô chú anh chị em. Chạy tới phía trước rồi sau đó đợi xanh đèn đỏ. Ngã tư Đồng Tâm này nếu quý diễn giả cô chú đi thẳng về phía trước thì mình sẽ trên trục đường quốc lộ A, mình về thị xã Cai Lậy, về Cái Bè, về cầu Mỹ Thuận và về Vĩnh Long vân vân, các tỉnh ở miền Tây á, khi mà qua khỏi khu vực của cầu Mỹ Thuận á. Còn nếu quý diễn giả cô chú nào mình quẹo bên tay phải thì mình sẽ vào đường tỉnh 878 cũng như là đường dẫn của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và cao tốc Trung Lương Sài Gòn. Bây giờ thì em sẽ quẹo bên trái, bên trái vào đường 870. Đường 870 sẽ được mở rộng để trở thành đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2. Thì cầu Gạch Miễu 2 được bắc qua sông Tiền, kết nối giữa bên bờ Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang, kết nối qua bên địa phận của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, để mình về Bến Tre và các tỉnh lân cận hướng về Bến Tre nha cô chú anh chị em. Ở khu vực này thì mình thấy con đường cũng chưa có thay đổi gì nhiều so với những cái video trước mà em chia sẻ về cái đường dẫn bên Tiền Giang này. Ở bên trái kìa, tập kết rất nhiều các cái hộc cống. Ở bên trái nè, người ta đang tiến hành đổ bê tông cho các hộc cống nè. Bên phải lúc nãy là chiếc xe bồn chở bê tông, mới vừa đổ bê tông xong rồi gửi cái gái xe rồi đó.
giờ chiều rồi, cho nên là đa phần là anh em công nhân đã nghỉ rồi, 5 giờ mấy gần 6 giờ chiều rồi. Đoạn này đang thi công đường 6. Đây thì cô chú chị khán giả có thể nhìn thấy nè, hai bên này là cái phần đất đã được mở rộng rồi nè, mà còn đang chờ thi công nữa thôi à. Chỗ này đường xấu nha, với bụi nhiều lắm. Mình mới vừa di chuyển qua trường trung học phổ thông Phước Thạnh. Rồi ở vị trí bên phải nè thì mình thấy là mới vừa ban đất dọn dẹp những cái cây rồi những cái bê tông, bích tông, xi măng thừa rồi đó. Rồi có thể là bên đây bên phải nè có thể là chuẩn bị cho việc bóc những cái phần đất hữu cơ và cái tạp chất đi để người ta lưu lèn, cho cát vào lưu lèn. Ở bên bên phải nè, ở đây chỗ này vị trí này lưu lèn nhiều nè, lưu lèn cát. Đi ngang qua cái đường huyện ấp Thạnh Hưng của Châu Thành, Tiền Giang. Quý vị khán giả có nhìn thấy là hai bên đó, cái phần đất bên phần cát bên trong bên phải nè và phần đá bên bên trái đó, là sau này là con đường nó rộng như vậy luôn á. Cô chú quý vị khán giả di chuyển qua đây nè cũng hết sức lưu ý nha, đường bây giờ nó rất là xấu bên dưới nè, ở bên dưới thì có cát rồi đá mi đá nhuyễn đó, dần dần, cho nên là ổ gà đó, cho nên phải hết sức lưu ý nha, rất là nguy hiểm vì vừa đường nó dễ trơn trượt á, bám dính, độ bám dính không có khi di chuyển qua đây. Và những cái hố người ta bóc để ta thi công để làm đường mở rộng á, cho nên là hết sức lưu ý nha quý vị khán giả nếu mà có di chuyển qua đây. Hôm nay thì về đây chia sẻ một vài hình ảnh về đường dẫn của cầu Gạch Miếu 2 ở địa phận của Tiền Giang thì hơi trễ, thì mong quý vị khán giả cô chú anh chị em thông cảm nha, nhưng mà em cũng cố gắng ghi lại một vài hình ảnh cho cô chú anh chị em gần xa thấy được tiến độ thay đổi ra sao như nào, với lại em cũng muốn xem coi tiến độ nó thay đổi nhiều hay chưa về bên địa phận của Tiền Giang mình nè. Ở đây là bên trái nè, mình quẹo vào bên trái thì vào con đường 30 tháng 4 đó, vào trường trung học cơ sở Phú Thạnh, khu vực của Mỹ Tho á. Còn bên phải mình lên đường Hương Lộ, đường huyện lộ, đường huyện 35 để mình về chợ Sồi Hộp trong Long Hưng, lên cầu Long Hưng và mình đi xa nữa về chợ giữa Bến Kim. Những địa điểm này thì đa phần em cũng có chia sẻ nhiều ở các video rồi, nhưng mà em cũng xin được phép nhắc lại để cho anh chị em bà con cô chú bác mình cũng nắm và nhớ được cái đôi nét về hình ảnh quê hương, về địa danh khu vực các vùng mà di chuyển qua. Đoạn này ở có bên trái này, góc bên trái này còn chưa có dọn cây cối với đổ lưu lèn cát đá, còn này hai bên là đang lưu lèn này, bên phải thì đang mới hôm bữa nè thì đang tiến hành cho việc cối đá dầm lên bề mặt, còn bên trái thì người ta đang những cái đang đổ bê tông luôn cô chú anh chị em ơi, đổ bê tông các cái hộc cấm ở bên trái nè. Đây bên phải thì cũng có xa xa thì cũng có vài điểm người ta làm những cái hộc cống rồi nè. Di chuyển qua con lộ này thì em thấy để cái bảng ở trước khi vào con đường này giới hạn tốc độ nha là 40 km/h và với trọng tải là dưới 10 tấn. Đây ở bên trái nè, những cái hộc cống đang thi công.
bên phải này cũng vậy nè, bên phải đang tập trung thi công nhiều lắm. Quý diễn giả từ cái tầm mắt này mà nếu mà di chuyển qua đây thì có thể nhìn thấy rất rõ hai trụ tháp chính của cầu gạch Miễu Hai, còn trên máy quay thì có thể là nó sẽ hơi tối, nó như là nó không đủ khả năng để mà ghi thấy được hai cái trụ tháp chính nha, chứ bằng mắt thường bên ngoài em nhìn thấy là thấy rất rõ nha. Đây này ở mình phải nằm dưới nè, chạy khá nguy hiểm cho nên hết sức lưu ý nha. Này người ta đang tiến hành, người ta dừng trắng lại rồi nè, đang thi công cái gì bên trong đây. Ở bên trái chính là con đường đoàn thị nghiệp cũng đang tiến hành thi công, như cô chú anh chị em thấy, mình thấy là đang giải tỏa mặt bằng ở phía đầu đường nối với đường dẫn nè. Cái này người ta thi công là một cái cống, cho nên là dừng to rất là rộng luôn á, trơn quá. Ở bên bên phải nè, bên phải quý diễn giả có thể nhìn thấy nè, đang lèn cát vào, mới lót được một đoạn này mấy tấm bãi đè nè, đang tiến hành làn cát vào nè, cát rất là mới nè, chắc có lẽ là mới vừa đổ hồi sớm này, hồi chiều này, hồi trưa này nè, sớm chiều cát mới quá bụi rồi. Góc nhìn này nhìn thấy rất là rộng giữa hai bên luôn nè. Còn cái đoạn bên phải này chưa có thấy mình triển khai gì hết trơn. Đây nè, có bóc lên nè, bóc được vài cái hố để loại bỏ những cái phần đất hữu cơ đi rồi nè. Ở bên trong này thì sau khi ra mặt bằng thấy nhiều nhà bà con mình đang xây sửa lại nè, nhiều căn nhà rất là cao mới đẹp luôn. Đa phần thì cái đường dẫn của cầu gạch Miễu Hai bên Tiền Giang em thấy là đa phần là bồi thường cũng giá cũng khá là cao á, cho nên là cũng có thêm một cái mớ vốn để làm ăn xây sửa lại. Còn lỗ này còn hơi lem nhem nè, góc bên phải nè. Bóc mấy cái lỗ lâu lắm rồi, bóc nhưng mà vẫn còn chưa có hoàn thiện hết mấy cái phần cái đoạn bên phải này. Bình Đức di chuyển ra tới thẳng con đường 80 này ra tới Bình Đức còn 2 cây số nữa nha cô chú anh chị ạ. Phía trước nè, phía trước một cây nút giao, một cái vòng xoay. Thì quý vị và các chú thấy bên trong nè, cái phần bên tay chỉ đó là để mình dẫn lên cầu gạch Miễu Hai đó. Rồi bây giờ em sẽ quành đầu xe lại nha.
đó, vị trí mà người ta dựng chắn thon đó, là bên trong là đang thi công cái đường dẫn lên cầu chính. Bây giờ thì em sẽ di chuyển theo đường tỉnh 870 này để di chuyển ra ngoài khu vực của xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang để xem coi cái đoạn đường dẫn, các trụ cầu dẫn và hai trụ tháp chính thi công cao đến đâu rồi nha. Hôm nay trở về đây chắc lẽ là hai trụ tháp chính xây rất là cao rồi đó. Như vậy người ta không có mở rộng nha, tại vì cái đoạn này không có kết nối lên cầu. Còn đoạn lúc nãy mở rộng là trở thành đường dẫn để người ta kết nối lên cầu chính của cầu Bình Thủ 2 á. Ổng gài miền Tây mưa nhiều lắm, mây đen giờ chiều nay nè, mù bạch luôn, không biết là tối nay có mưa hay không nữa. Chiều mà vừa mây thấy u sầu. Qua nay thì Tiền Giang cũng mưa cũng nhiều cái huyện rồi, trong đó thì hôm qua thì có mưa ở tại huyện chắc cái huyện ở khu vực của Gò Công đó, Gò Công Tây, Gò Công Đông đó. Rồi ngay cả luôn thành phố Gò Công luôn. Còn chút nữa thì mình sẽ đến ngã tư Bình Đức rồi nha cô chú anh chị em. Chiều đây cũng nhộn nhịp quá ha. Ở đây thì buổi chiều với buổi sáng sớm mình thấy là hay có chợ la, người ta bán ven đường hai bên đây nè. Đó, tới đây thì tới ngã tư rồi đó. Bây giờ thì em sẽ quẹo phải nha. Nếu lúc tới đây thì mình quẹo trái thì mình sẽ vào trung tâm của cầu trung tâm của thành phố Mỹ Tho và mình sẽ đến được cầu Gạch Miễu Điện Thủ. Ở bên trái em là khu vực của chợ Bình Đức. Bình Đức buổi chiều cũng buôn bán nhiều lắm, và ở hai bên đường này nè nhiều lắm. Ở đây thì mình thấy là bán cá biển là nhiều nhất, tại vì ở đây gần cái cảng Mỹ Tho. Cảng Mỹ Tho thì người ta mang cá biển ở nước ngoài biển về cảng Mỹ Tho nhiều lắm.
vừa di chuyển qua cái khu vực đang thi công làm cái đoạn cầu dẫn để lên cầu chính. Để em hoành đầu xe lại cho chú anh chị em mình xem rõ hơn hai trụ pháp chính nha. Thì quý vị khán giả cô chú phải nhìn thấy người ta thi công gầm gọ luôn nè. Đó, ở bên trong này nè đang thi công làm đường dẫn á, đường dẫn và các đoạn trụ cầu dẫn để lên cầu chính nè. Ở phía trước thì mình thấy có một anh ảnh đang bốc đất lên nè. Ở đây cô chú anh chị em mình nhìn thấy rất rõ nè, ở bên trên chính là các cái trụ cầu và trụ tháp chính của cầu á. Đây thi công khá là cao rồi và người ta đang thử cái tải cho cái hệ đà giáo để thi công cái nhịp cầu đầu tiên. Chiều tại khu vực của cầu chính đang cũng đang thi công gầm gộ luôn nè. Và đây là một chút chia sẻ của em về đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 bên địa phận của Tiền Giang nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình ở những video tiếp theo của em nha. Nhớ đừng quên bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ di chuyển đi ngược lại phần đường dẫn để ra ngã tư Đồng Tâm quốc lộ 1A nha. Quá xấu quá rộng luôn.
khu vực phía trước của chợ Bình Đức á. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo trái. Quẹo trái để mình đi tiếp tục đi ngược lại trên phần đường dẫn của cầu Gành Biếu 2 hướng ra ngoài quốc lộ 1A nha. Đấy, thì mình đi từ quốc lộ A mình đi vô cầu Gành Biếu 2, giờ mình đi ngược trở ra. Chú nãy bán bơ gì 15 ngàn một ký, bơ rẻ ghê luôn mà đáy cũng bự bự lắm nha. Đó à, quý vị giả có nghe thấy tiếng bơ sổ 15 ngàn một ký thôi, còn trái nào bự lợi nhất thì mình thấy là bán 20 ngàn một ký à. Bắt đầu là em thấy là vào mùa bơ đó, cho nên là thấy bơ bán nhiều lắm à. Bên phải nè bán sầu riêng với mít nè, hình như là sầu riêng là đang cuối mùa à. Qua cái tổng kết thì cái lượng mà sầu riêng được xuất khẩu đi là về nước Trung Quốc là đứng đầu, hàng đầu trong cái năm nay luôn á, là nhiều nhất xuất khẩu sang Trung Quốc sầu riêng. Năm nay thì ai mà gia đình nào mà có vườn sầu riêng mà trúng đậm có năng suất cao, trái có nhiều trái thì coi như là năm nay là vô mánh. Năm nay thấy nhiều người trúng giá sầu riêng lắm. Để anh hoành trở lại công chuyện xíu nha cô chú anh chị em, sau đó ghi hình tiếp nha. Rồi và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình thì em sẽ di chuyển hướng từ cầu Gành Biếu 2 ngoài Bình Đức, di chuyển trên đường dẫn của cầu Gành Biếu 2 đổ ra ngoài ngã tư Đồng Tâm quốc lộ 1A nha. Trên cái phần đường dẫn đang thi công này thì nó dòng sóc lắm, thì mong quý diễn giả cô chú xem thông cảm nha. Đây là thuộc khu vực của ấp Giáp Nước Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho nha.
ở bên trong đây em thấy tập kết rất là nhiều các những cái khối bê tông nè, để người bên phải nè cô chú anh chị em đó, đây những cái khối bê tông bên phải nè chờ sẵn, đem về đây chờ sẵn rồi nè, để làm cái phần của vỉa hè đó. Ở đoạn này thì người ta xong cái đoạn cống rồi, có cái nắp cống luôn, lắp đặt cái nắp cống bên trên luôn rồi đó. Di chuyển gần lại cho cô chú anh chị em quý vị nhìn rõ hơn nha. Đó bên trên đó có nắp cống luôn rồi. Đoạn này hoàn thiện bên đây rồi, chỉ còn chờ nâng cái nền lên nữa, nâng cái nền này lên nữa, rồi thảm bê tông nhựa mới lên là xong. Độ cao này cũng khá là cao ha, có thể là cái đoạn này có thể lên khoảng cỡ 30 cm hoặc 40 cm á. Phía trước người ta lắp đặt cống, có thể là lắp đặt cống á, dùng tôn che chắn lại rồi cho nên không thấy rõ, nhưng mà bên trong nó thì mình thấy là có một con kênh, một con đường nước đó. Lắp đặt cống hoặc là hố ga. À, phía trước của chú anh chị em mới nhìn thấy rất rõ đó. Quý vị đã có thể nhìn thấy đường bên trong nè, đường bên phải nè chính là đường Đoàn Thị Nghiệp, người ta đang thi công cho hoàn thiện việc mở rộng đường Đoàn Thị Nghiệp. Đóng gạch bà con mình để xây lại những căn nhà mới. Đoạn này thì mình thấy nhiều nơi ta chưa lắp đặt nắp cống nha, nhưng mà đoạn nào có nhà dân với lại ta đã hoàn thiện rồi thì sẽ lắp đặt để khu vực này. Sau này khi mà cái đường dẫn cầu Bình Phước 2 nó hoàn thiện á thì nó sẽ cao lắm nha. Nhưng trước mắt thì em thấy là cái phần thông cống này nó khá cao nè, nâng cái nền lên là cao hơn so với bên trong đất nhà dân rất là nhiều á. À, những bà con người ta không có thể nào đi vô được nè, ta là lót dán nè để đi tạm vô trong nhà nè. Hy vọng là sẽ sớm hoàn thành để có cầu mới rồi có đường mới cho bà con mình về Bến Tre, về các tỉnh miền Tây hoặc là lên Sài Gòn nó dễ dàng hơn so với hiện tại. Hiện tại thì việc đi về Bến Tre qua cầu Gạch Miễu quá là khó khăn luôn, quá là mệt mỏi luôn, đặc biệt là nó rất là thường xuyên xảy ra kẹt xe luôn á. Giờ cầu Gạch Miễu là khỏi phải nói rồi, như ăn cơm bữa nhưng cô chú anh chị thì lưu lượng xe quá nhiều rồi, đáp ứng không có nổi nữa, mà cầu lại nhỏ hẹp nữa. Này thì mình thấy là lót bãi địa nè, với lại đổ tập trung đây cát, tập trung đây thì ba cái đá dăm nhiều lắm, chuẩn bị người ta phối đá dăm cho cái khu vực bên phải nè. Hướng này là hướng em đang di chuyển đổ ra quốc lộ 1A ngã tư Đồng Tâm nha cô chú anh chị em. Đoạn này sao còn cái cây lùm xùm là sao,
thấy chưa có dọn ra nè, biết chừng nào mới dọn ra nữa. Đoạn này nè, ngay đây chắc có thể là ngay cái kênh dẫn ra, cho nên là làm sao cùng hay gì đó không chừng. Rồi đoạn này là lên đá dầm rồi, thấy ngon rồi, thấy ló ra cái hình hài con đường liền. Đoạn đây thì mới đưa cát vào, chưa có đưa đá vô, đưa đá vô xanh xanh nhìn thấy là lòi ra cái lỗ liền, lòi cái lỗ bự bự liền. Mỹ Tho giờ VinFast nhiều lắm, cô chú anh chị taxi điện VinFast nhiều lắm. Quá nhiều cát, chạy nguy hiểm quá. Đây là đường 30 tháng 4 để mà đổ về quốc lộ 1A, đổ ra ngoài khu vực của bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Nhưng mà cái đoạn giữa của cái đường 30 tháng 4 đó thì người ta đang thi công lại cầu mới nha cô chú anh chị em, đang mở rộng cầu mới ra, cho nên là chắc là cũng chưa đi được đâu. Hôm bữa thì em thấy là người ta chuẩn bị lót, chuẩn bị gác dầm mà, nhưng mà cũng chưa gác dầm nữa, mấy tháng nay sao nữa. Cách nay thì cũng cỡ 2 tuần lễ à. Trời đang tối dần dần rồi nè, để di chuyển lên đây nha, hơi trơn xíu. Đoạn này bên phải thì chưa có lắp đặt mấy hộp trống, còn hơi ê hệ xíu. Quá dần rồi. Đó, tới đây có mấy cái hộp cống rồi nè, lắp đặt mấy hộp cống rồi đó. Đây bà con người ta đang dọn trẻ ra mà. Lái người ta gom ở nhà vườn, coi như cô chú chị em lái người ta gom nhà vườn, gom rau cải xanh cải ngọt đó, rau màu gom bắt đầu vô bọc đóng lên xe tải để em thấy là bán cho các nơi khác đó. Nhiều cô nhiều chị qua lộ ngộ thiệt chứ, thích đậu là đậu liền, không có nhanh hay gì hết trơn á, đậu một cái là bo ra cái đầu. Bởi cho nên là không phải mình nói gì, hết sức lưu ý, chạy né né xa những người phụ nữ ra nha, những cô gái ra nha. Tại vì người ta nhiều khi người ta mở nhanh nhưng mà người ta không có quẹo, còn nhiều khi là người ta mở, người ta không mở nhanh nhưng người ta lại quẹo gắt vậy đó. Cái đây mình tới cái trường cấp 3 rồi, trường cấp 3 Phước Thạnh nha. Ngày xưa hình như mình nhớ ngày xưa còn địa danh là như là trường Bờ Dừa á, trường ấy là trường tiểu học thôi, giờ thành trường cấp 3, xây dựng mới lại trở thành trường cấp 3 Phước Thạnh này, thuộc của Mỹ Tho, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ở đây cũng có thể nhìn thấy, để ý kỹ bên phải màn hình nè, đang lắp đặt cái hộp cống nè. Còn chút nữa thì mình sẽ di chuyển tới ngã tư Đồng Tâm, giao với trục đường quốc lộ 1A rồi đó.
này cô chú thấy là mới vừa đổ bê tông cho để xây dựng cái hộc cống đó. Nhiều đoạn thì mình thấy là đã đổ sẵn những cái hộc cống này rồi, chỉ gáp vô thôi. Nhiều đoạn thì mình thấy là người ta lắp ván khuôn, người ta đổ trực tiếp xuống bên dưới ngay tại vị trí đó luôn. Mình cũng chưa rõ nè, đây là bên đây là trên đó. Gom rất nhiều, tập trung rất nhiều mấy cái nắp cống đó. Chỗ này mà đổ đá dăm lên cái là nhìn thấy nó sạch sẽ liền. Chỗ này mặt bằng có lâu nè, mình thấy là chưa có động đậy thi công. Ta mới có đổ lớp cát bên dưới à. Mà lúc trước thì cũng có trào lúng rồi luôn đó. Theo mà đổ đá lên thì nó sạch lắm. Tại vì mỗi lần mưa xuống là nó ngập lình tẻ ở đây nè. Hôm bữa thì em đi qua ăn qua đây nè, là ngay lúc mà mới trời mưa tạnh á. Phải nói thôi, nó ngập là nhóc nhách luôn, tại vì nó không có cái đường gì để thoát được á. Ở bên trong thì cái đường cống đang thi công bên trong á, rút không kịp á. Ở đây này thì em đến ngã tư Đồng Tâm quốc lộ 1A rồi đó. Quá sốc. Rồi, và em mới vừa di chuyển qua cái trục đường quốc lộ 1A ngã tư Đồng Tâm. Rồi kết nối rất nhiều các phương tiện tại cái ngã tư lúc nãy và video của em đến đây cũng rất là dài rồi, thì em cũng xin tạm thời kết thúc video này tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú và em và quý vị khán giả gần xa ở những video sau của em nhé.